Các linh hồn sẽ đền ơn cho chúng ta cả ngàn lần hơn, chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ: có thể hoàn toàn không diễn tả được sự mang ơn vô bờ bến của họ đối với kẻ đã giúp họ, họ tha thiết muốn trả ơn, họ sẽ cầu nguyện cho kẻ thi ơn cho họ với một tấm lòng sốt sắng mãnh liệt không ngừng. Và Thiên Chúa sẽ không thể nào từ chối họ một cái gì. Bà Thánh Katarina nói, Tôi đã nhận được rất nhiều ơn của các Thánh, nhưng vẫn không bằng ơn của các linh hồn đã làm cho tôi mà khi họ đã thoát được cái cảnh tù tội đớn đau dày vò khi mà họ đã hưởng hạnh phúc thiên đàng họ sẽ không quên trả ơn cho bạn bè và những kẻ đã bố thí cho họ ơn nghĩa của họ không giới hạn họ sẽ phủ phục trước ngài thiên chúa họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Họ sẽ che chở cho bạn bè của họ tránh được những tai nạn và phù hộ cho những kẻ đó thoát khỏi tai ma quỷ. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những kẻ đó cho tới khi họ thấy những ân nhân của họ thật sự bằng an trước nước thiên đàng và họ sẽ luôn luôn là những kẻ yêu dấu nhất và thành thật nhất: họ sẽ là những người bạn rất tốt và tốt nhất đã có bao nhiêu người công giáo biết được quyền lực và sự bảo vệ rất an toàn của các linh hồn nếu biết thì họ sẽ không còn sơ sót trong việc cầu nguyện cho các linh hồn đâu các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống ngắn hạn trong luyện ngục. Có một cái ơn khác rất to lớn là các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng và ngắn thời gian hơn khi chúng ta ở luyện tội, hoặc có thể giúp chúng ta được giảm miễn hoàn toàn không phải xuống luyện ngục nhờ lời cầu nguyện của họ. Thánh John Macias dòng đa minh khi còn sống đã hết sức tận tâm với các linh hồn dưới luyện tội người cầu nguyện bằng cách lần hạt và đã giải thoát được hàng triệu triệu linh hồn để trả ơn lại cho người các linh hồn đã xin cho người được muôn vàng ơn đặc biệt và trong giờ sắp chết họ đã đến an ủi người và đem người thẳng về thiên đàng Đức Hồng Y Paroninus cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy. Người được gọi tới để giúp một kẻ sắp chết dọn mình. Bất thình lình, người thấy một đám thần linh hiện ra trong phòng kẻ liệt. Họ an ủi linh hồn này và đuổi đám quỷ dữ ra khỏi phòng. Vì chúng săn đón và toan tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối. Để phá hoại linh hồn ông, khi được hỏi họ là ai, thì họ trả lời họ là 8.000 linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Bởi nhờ những lời cầu nguyện và những việc lành của ông ta đã làm cho họ, họ được Thiên Chúa xài xuống để dẫn ông ta về trời. Ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc lát, Thánh Gethude đã bị quỷ giữ cám dỗ khi gần kề cái chết, mà quỷ thấy bà trong giây phút thập tử nhất sinh, bà mà nó không thể tìm kiếm được một mưu kế nào khéo léo để lèo lái vị thánh này sa ngã, nó mới nghĩ ra cách phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà thánh bằng cách nói cho bà biết rằng là bà có thể sẽ còn bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta, người đã tự mình xuống số đuổi đám sa tăng quỷ dữ đi khỏi và án ủi vị thánh này, thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để làm việc này. Chúa nói với bà rằng, để đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn, ta sẽ đem con về thẳng thiên đàng hưởng muôn hạnh phúc với ta. Ông Henry Sussel, dòng đa minh, đã làm một điều ước với một người bạn rất đạo đức là nếu một trong hai người phải ra đi trước thì người còn lại phải làm một tuần hai thánh lễ để cầu cho linh hồn người kia. Chẳng may người bạn của ông Henry chết trước. Lập tức, ông Henry bắt đầu dân thánh lễ như đã hứa. Ông tiếp tục làm rất lâu. Sau cùng, ông nghĩ là bạn mình chắc chắn đã về thiên đàng rồi nên không còn dân lễ nữa. Nhưng chính lúc đó, ông lại được thấy linh hồn người bạn mình hiện ra sông đau đớn khủng khiếp và quở trách ông là đã không dâng lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời là vì cứ tưởng bạn đã được về hưởng phúc thiên đàng rồi nên đã không còn làm lễ nữa. Nhưng ông vẫn không quên cầu nguyện cho bạn đâu. Nhưng linh hồn bạn ông đã khóc lóc, hửi bạn Henry yêu dấu xin hãy tiếp tục dâng thánh lễ cầu nguyện cho tôi bởi vì chỉ máu thánh châu báu trước của giê mới có thể rửa tôi sạch tội thôi từ đó henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn tới khi biết được bạn mình thật sự được giải thoát mới thôi khi henry chết ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền mà henry đã làm cho bạn mình lúc trước và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của henry nữa tạ ơn chúa